Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của cháu Hòa Tân Vlog với chồng iPhone siêu to khổng lồ. Mình vừa về thêm một lô iPhone 5 thường và 5S. Đấy. Thì bây giờ mình đếm cho mọi người xem là mình mới về được bao nhiêu cây. Và ai thích thì đặt mua nhá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Nói chung là vân vân và mây mây. À, đếm cho vui vậy thôi, chứ mình có 43 cây iPhone 5 thường và 5S mọi người nhá. Mình vừa mới về xong thì là cam kết màn zin benzin và 5S thì mình bán với giá là 1,2 triệu mọi người ạ. Tặng ốp sạc cường lực bảo hành 38 1.1. Đây hình thức đây mọi người này, mình quay gần cho mọi người xem nhé. Đấy, 5 thường thì mình bán với giá là 800.000, cũng tặng ốp sạc cường lực và cũng bảo hành 38 1.1, và cũng cam kết là màn zin men zin. Đấy, thì bạn nào quan tâm ý thì vui lòng comment để lại số điện thoại hoặc liên hệ trực tiếp với mình qua hai số hotline 0566889999 hoặc là 0962615618 để đặt hàng mọi người nhé. Mọi người cũng có thể qua fanpage Tech Store Thanh Tú để xem chi tiết về máy. Thì là mọi người đặt hàng ấy thì vui lòng cọc cho mình cái thẻ 50k, sau đó để lại địa chỉ để mình ship hàng cho mọi người. Đấy, và mọi người muốn được free ship thì một là thanh toán đủ tiền cước tiền mua điện thoại luôn, hoặc là các bạn đăng ký kênh YouTube ủng hộ mình và chia sẻ clip trên trang Facebook cá nhân thì mình cũng free ship mọi người nhá. Đây là một trong hai điều kiện mình free ship. Thì là với số tiền 1,2 triệu hoặc là 800 này, mọi người mua về cho bố mẹ dùng hoặc là các con dùng để học tập, học bài đấy. Bố mẹ dùng để gọi video call nhìn thấy các cháu rất chi là hợp lý luôn. Hay mà bố mẹ của mọi người, cô dì chú bác cũng có thể vào được Zalo, Facebook và YouTube rất chi là ok, đảm bảo là ok, thỏa mãn được với tầm tuổi của mọi người và với mức giá mọi người bỏ ra nhé. Đấy, và mình bảo hành là 3 tháng 1 đổi 1, 3 tháng 1 đổi 1, tặng ốp sạc cường lực. Đấy, ship toàn quốc nhá, ship toàn quốc. Thì mọi người mà đặt hàng thì nhớ là cọc cho mình cái thẻ 50k, không cọc là mình không ship đâu mọi người ạ. Nhớ là như thế nhá, mình tránh là bom hàng. Bởi vì nếu mà mọi người mua hàng online nhiều mọi người biết á. Còn với mình thì chắc chắn là tiền là số 9, uy tín là số 10 rồi mọi người nhá. Phương châm bán hàng của mình: tiền là số 9, uy tín là số 10. Đấy, cô dì chú bác nhớ nhá, cọc 50k sẽ ship hàng. Và cô dì chú bác muốn miễn phí tiền ship thì thanh toán đầy đủ thì sẽ miễn phí ship, hoặc là đăng ký kênh YouTube ủng hộ và chia sẻ clip trên trang Facebook cá nhân thì được free ship. Thì thôi, nói thì thôi, mình không có ở bà Tân Vlog đâu, nhưng mà mình ít tuổi hơn bà nên mình là cháu của bà Tân là đúng rồi. Thì thôi, bye bye và hẹn gặp lại nhá.